Các anh chị nào mà quan tâm muốn được Duy gọi là truyền nghề trực tiếp cái cách thức mà Duy trong vòng như Duy và nói với anh chị đúng không ạ? Trong vòng hơn 2 năm qua đạt hơn 400.000 người follow trên các mạng xã hội khác nhau, hơn 22.000 học viên. Và các anh chị thấy cái cách thức mà Duy đang làm marketing, làm sales, làm tư vấn ở đây, mọi thứ Duy đóng gói lại, lại, thành một cái mô hình kinh doanh rõ ràng đầy đủ và tinh gọn. Online 100%, không văn phòng gì cả. Xuyên quốc gia. Các anh chị nào muốn có được cái mô hình kinh doanh đó và được Duy đồng hành trực tiếp tham gia vào cuối tháng 8 này 3 ngày 25, 26, 27 chúng ta sẽ gặp trực tiếp với nhau Đây là lần cuối cùng trong năm 2023 duy tổ chức này Lần đầu tiên, lần duy nhất và lần cuối cùng trong năm 2023 viết giúp gì trong một comment chữ M100 Để chúng ta sẽ xem xem các chị đã phù hợp hay chưa Bởi vì nếu các anh chị đang là người Như Duy nói có ước mơ Tôi muốn biến kiến thức Giống như Duy vậy, Duy cũng từng có ước mơ giống như mọi người vậy Duy từng có ước mơ rằng tôi có rất nhiều năm kinh nghiệm Tôi kinh doanh, tôi khởi nghiệp Bây giờ làm sao để tôi biến nó thành cái sản phẩm mới Tôi không thể sau Covid tôi không thể kinh doanh theo kiểu truyền thống nữa rồi Tôi phải kinh doanh theo kiểu mới hơn Và bây giờ nếu như tôi nhập hàng về Hàng đó tôi bán không được thì sao Đúng không ạ? Hàng về tôi bán không được thì sao Cái cách tốt nhất là tôi sẽ dùng cái vốn tự có của mình là kiến thức Là kinh nghiệm Và đấy là cái mà Duy lựa chọn Các anh chị hoàn toàn có thể làm được như vậy miễn là các anh chị có một cái chuyên môn nào đó và các chị đã giúp được cho những người khác đạt được kết quả thì chắc chắn rằng ngoài kia có rất nhiều người cũng muốn đạt được kết quả giống như những gì các chị đã làm được cho những người khác vậy thì tại sao chúng ta lại không làm điều đó hoặc là gì các chị nào mà cảm thấy rằng mình đang là một người các chị đang là người đào tạo các chị cũng đang kinh doanh trong lĩnh vực này giống như duy các chị đang là một người đào tạo các chị đang là một người huấn luyện viên các chị đang là một người coach các chị cũng đang kinh doanh giống như bằng trí thức giống như duy bây giờ các chị cảm thấy rằng mình làm chưa hiệu quả bởi vì các anh chị không có cái mô hình kinh doanh, sales marketing phễu rồi cách vận hành, cách quản lý. Các anh chị muốn học hỏi tư duy. Đây là cơ hội để Duy có thể chia sẻ lại với các anh chị. Đúng không ạ? Cách thức mà Duy đang làm như nào? Nếu các anh chị cảm thấy cách thức của Duy phù hợp với các anh chị, chúng ta sẽ trao đổi với nhau trong 3 ngày đấy. Đúng không ạ? Và ngoài ra thì Duy muốn có một cái nhóm các anh chị thứ ba mà nên tham gia với chương trình này. Đấy là nếu như các anh chị đang là chủ doanh nghiệp. Các anh chị muốn đạt được mấy mục tiêu Thứ nhất là gì? Thu hút khách hàng tiềm năng. Thứ hai là xây dựng thương hiệu cá nhân cho mình. Thứ ba là nâng cao giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Thứ tư là à, tuyển dụng những nhân tài. Thứ năm là duy biết một số các anh chị đang muốn tuyển dụng thật nhiều đại lý cho các hoạt động kinh doanh của mình. Các anh chị mở rộng mô hình kinh doanh theo hình thức là đại lý, đúng không ạ? Các anh chị muốn tuyển dụng đại lý thì cái cách tốt nhất là chúng ta hãy trở thành người có giá trị và đóng gói kiến thức tri thức của mình lại trở thành những cái hoạt động những sản phẩm. Duy có đang tư vấn cho một vài doanh nghiệp. Và cái cách thức là các anh chị làm CEO, các anh chị làm sáng lập cũng biến cũng là xây dựng đóng gói kiến thức của mình lại, trở thành những cái chương trình đào tạo, những cái buổi webinar mang lại thật nhiều giá trị và khi đó các anh chị sẽ thu hút ai? Thu hút khách hàng tiềm năng về cho mình, thu hút những người mà sau này các anh chị có thể là uh, uh, hỗ trợ họ để trở thành đại lý, thu hút những người nhân tài, những người Uh, có thể là sẽ giúp cho doanh nghiệp của anh chị Có thể mở rộng hơn Và đồng thời những chương trình như vậy Nó sẽ tạo ra cái trải nghiệm khách hàng tuyệt vời Bởi vì các anh chị sẽ mang lại giá trị nhiều hơn cho khách hàng của mình Cho nên nếu như anh chị nào đang là chủ doanh nghiệp Các anh chị muốn đạt được cái mục tiêu như vậy Hoặc các anh chị nghĩ rằng là đây là cái hướng mới Là marketing, marketing rất hiệu quả đúng không? Một mũi tên trúng nhiều con Nhiều con chim nhạn con gì đấy đúng không? Nhưng mà đây là cái chiến lược Mà Duy đánh giá rằng tại hiện bây giờ nó rất hiệu quả và đồng thời quan trọng nhất nó còn đẩy cái thương hiệu cá nhân của chị lên rất là nhiều. Và Duy biết rằng một số các anh chị đang muốn làm thế nào để tôi có thể thu hút được nhiều người đăng ký để trở thành đại lý của, của, của công ty chúng tôi. Thì đây là cách rất hiệu quả tại thời điểm bây giờ để các anh chị có thể lan tỏa được giá trị đó. Một lần nữa, nếu các anh chị muốn đồng hành với Duy trong cái buổi trực tiếp à, tại Hà Nội 3, 25, 26, 27, học trực tiếp với nhau, hội nghị bàn tròn, đúng không ạ? Ba ngày đóng cửa bảo nhau, thì viết chữ M100 trong ô comment để chúng ta sẽ cùng gặp gỡ giao lưu và trao đổi kiến thức